Các bác ơi, hôm nay em Tùng Nguyên giới thiệu cho tất cả các bác các cái dòng bát 40 côn 76 là 3 loại và 40 côn 100 là 2 loại. 40 côn 100 này thì nó là bát full rồi, nhưng mà hôm nay em giao cho khách hàng hai cái là côn 100 này để đánh súp. Còn nếu như các bác mà đánh full thì nó chỉ thiên về tiếng bát thôi. Còn đâu nếu mà muốn lời sáng thì các bác đánh côn 76. Mỏng manh hơn nhưng mà công suất nhỏ hơn, nhưng mà nó thiên về lời. Còn con này là công suất mạnh hơn, khỏe hơn nhưng mà thiên về tiếng bát. Đấy. Và khi anh em kết hợp thì có thể là kết hợp với bộ dàn của mình, nó sẽ có cả côn 76 và côn 100. Thì nó sẽ hát, nó sẽ karaoke, nó sẽ sáng tiếng hơn. Còn các bác mà hát toàn tất cả toàn côn 100 thì tiếng nó sẽ tối. Anh em lưu ý được. Các dòng loa này là dòng loa đi đánh sự kiện các bác nhé. Đây, đầu tiên thì các bác có thể là chơi súp thì là súp gia đình. Thì các bác có thể là chơi cái bát 40, côn 100 là giờ xếp hoặc là BV kép ở đây. Từ 220 côn 100, bát 40 giờ xếp này là hàng của nhà em ý. Em nhập mà loại đẹp để cho các bác chơi đấy. Từ giày em các bác, từ 220 côn 100, màng của nó là xếp đi lại sóng gân 3 gân. Đây là bát 40 nha các bác nhé. 40 dòng giờ xếp ạ, côn 100, từ 220. Còn đây là bát 40 của BV kép, con này có mã là BC15100. Đít lồi và có lỗ tỏa khí tỏa nhiệt. Từ 220 côn 100. Thì cái dòng này mà đánh full thì thôi rồi, lượm nhé. Ngoài hỏi hay lắm. Đấy, từ giày chưa các bác? Bích giày, dâu nó bọc dây điện. Cái côn của cái dòng BC100 này, cái côn của nó lại thò lên so với các mẫu khác các bác nhìn nhá. Cái cổ côn của các cái dòng này ấy, thì nó sâu xuống với cùng mình ấy. Nhưng cái côn của cái này thì nó lại làm thò lên như này. Thì nó tính cái mức cao hơn thì không biết là nguyên nhân gì. Nhưng mà bát hãng thì nhìn nó rất là chất luôn. Gân 2 gân các bác nhá. Các bác đánh súp rất là phê luôn. Chắc lắm. Dày dặn đẹp cho anh em chơi. Các bác lưu ý chốt mã cho em là BC15100 nhá, để chốt đúng mã. Vì các cái dòng chính hãng bao giờ nó cũng có mã, mà cùng một côn 140 nhưng nó lại có nhiều loại. Đấy. Thì con đó nếu mà như các bác mà là ghép full nhá thì có thể là ghép với cái bộ phân tần là 8015 này. Một bát và một chiếc kèn có bo chống cháy. Đấy, đây là phân tần 8015 này này. Bát này, chiếc này, in là đường vào này, có bo và chống cháy này. Tép của nó là tép leo bi B3 này, cốc nhôm và cái lõi bên trong bằng kim loại nhá. Côn dây dẹt bi là dày khít. Các bác nhìn thấy không ạ? Em nhập tép nó khác hoàn toàn trên thị trường luôn. Bi nó rất là khít luôn và dày, cái cảm giác cái bi nó rất là mau bi. Hàng của nó đẹp. Đấy. Còn đây là bát neo này. Bát neo và tép neo này thì các bác đặt có thể chơi cái con bát 40 neo V này. Xương cá chạy đôi và có lỗ tỏa khí tỏa nhiệt, màng sơn dầu bóng gân 2 gân. Bát này là bát của hãng công ty V. Dầu của nó bọc dây điện này. Từ leo côn 76. Đây là từ leo sẽ chuyên về lời. Đây các bác nhìn cái củ leo nó bé tị này, nó lại còn chụp u sắt ở ngoài, nó là được làm bằng nam châm kim. Những cái từ mà từ ferrit này thì nó lại to. Đấy. Còn đây là hai cái dòng bát thường. Hai cái dòng bát thường này thì các bác cùng xem mẫu nhá. Đây là cái bản 40LG350A, mặt sơn dầu mặt sau và mặt trước nhá. Phiên bản này là phiên bản nâng cấp, các bác cùng chơi nhá. 40LG dầu của nó bọc dây điện, từ 19 côn 76. Phiên bản 350A mang sơn dầu bóng và gân 3 gân. Còn con này là bát 40 BNC, xương phay trắng. Sẽ rẻ hơn con NG nhiều. Gân 2 gân và màng sơn dầu bóng và rất là đẹp luôn. Dâu được bọc dây điện. Đấy. Đây là những cái phiên bản là bát chuyên dùng cho sự kiện. Các bác cần nâng cấp các cái dòng côn 76, nó sẽ là dòng lời sáng, còn côn 100 sẽ là tiếng bát khỏe. Anh em quan tâm đến cái dòng nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho em để đặt nha.